có mặt tại chiếc cầu xeo dẫn tới bản Khe Dạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái nơi đây nhé. Bản Khe Dạn hiện có 160 hộ đều là đồng bào dân tộc Thái. Nơi đây còn lưu giữ 147 ngôi nhà sàn với lối kiến trúc cổ độc đáo. Lao động sinh hoạt thường ngày của người dân vẫn giữ được những nét cổ truyền thống. Điều đó là những trải nghiệm thú vị cho chúng tôi khi ghé thăm Khe Dạn. Hiện tôi đang có mặt tại nhà của ông Lô Huỳnh Lan, bản Khe Dạn. Đêm nay chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn rất độc đáo của đồng bào dân tộc Thái. Cùng với đó sẽ được tìm hiểu những nét phong tục tập quán, những nét sinh hoạt đặc sắc của bà con nơi đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bếp của bác Lô Huỳnh Lan để xem tối hôm nay bác cho chúng mình ăn cái gì nhé. Xin chào mọi người. Chào chị ạ. Nhiều món ăn đặc sắc được chế biến cầu kỳ và đậm đà hương vị của bà con dân tộc Thái như món mọc, bánh trần trâu, măng đắng, thịt lợn nướng. Mâm cơm với những món ăn đặc sắc của người Thái đã được hoàn tất rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé. Được thưởng thức tất cả các món ăn đặc sắc cùng với vài ly rượu, chúng tôi tiếp tục được hòa mình vào những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của bà con bên những chung rượu cần, những điệu múa sạp, những tiếng cồng chiêng say đắm lòng người. Hôm nay rất là vui bởi vì ngoài việc tôi được khám phá những nét đẹp của Khe Dạn, tôi còn được ăn những món ăn rất là ngon của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Và khi đêm về thì tôi còn được hòa mình vào không khí rất tươi vui của bà con nơi đây nữa. Tôi ước rằng thời gian lưu trú ở đây sẽ còn lâu hơn và tôi nghĩ rằng trong tương lai gần tôi sẽ quay trở lại đây một lần nữa. Nào chúng ta bên nhau, mời hỡi ai say sưa, mời hãy vui trong hội ra đây quay quần múa vui liên hoan. Đây mùa cùng bên chum rượu cần tiếng lầm chưa khắp hòn son cứ thúng chung mình cả mùa suốt đêm. Các gái mùa cùng ánh điện thắp sáng